Rồi, lại thêm một con DC 70G nữa nha anh em. Em xin giới thiệu với anh em nha. DC 70G lớp luôn ha. Thì con này tầm giá tiền của nó đây, có hai công suất mới nha. Em sẽ để sau. Con này là 280. Máy này ha. Số cân nó 1016. Rồi đây là cái chỗ mà em làm bảo dưỡng miễn phí cho anh em đây ha. Thì anh em có mua bên em thì em sẽ làm bảo dưỡng miễn phí giống như mấy chiếc đó hay là đây ha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Bên em dễ nhận diện nha.